Tình yêu nó không có làm cho chúng ta mù quáng mà đôi khi chính chúng ta làm cho nó trở nên mù quáng. Hai chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự về một đề tài đó là tình yêu mù quáng. Thực tế là ở trong cuộc đời của chúng ta ai cũng sẽ trải qua ít nhất là một lần hoặc vài lần cái cảm giác mà yêu một người nào đó một cách mù quáng. Và nếu như bạn đã trải qua cái cảm giác đó rồi thì bạn có nhớ là mình đã từng mù quáng như thế nào không? những cái lúc đó thì lý trí của chúng ta lu mờ dường như là chúng ta không thể nào nhận ra những cái lý do mà đáng lẽ chúng ta không có nên yêu cái người đó hoặc những cái lý do mà đáng lẽ chúng ta không có nên đến với cái người đó nhưng mà chúng ta không có thể nào nhìn ra được là bởi vì chúng ta đang rất là mù quáng phải không các bạn tất cả chúng ta đều có những cái cách yêu rất là khác nhau mỗi người chúng ta đều sẽ thể hiện cái tình yêu của mình một cái cách rất là khác nhau nhưng mà khi bạn yêu một người nào nhiều quá thì sẽ đến một cái thời điểm các bạn cảm thấy là các bạn quá ngưỡng mộ họ đi và họ sẽ trở nên rất là quan trọng với bạn thì lúc đó bạn lại cảm giác rằng bạn không có thể nào sống thiếu cái người đó và nếu như không có cái người yêu đó ở trong cuộc đời của bạn thì bạn cảm thấy rằng mình không là gì cả và cái cảm giác này thì nó thường hay xảy ra lúc mà chúng ta vừa mới bước vào tình yêu nhất là cái giai đoạn các bạn mới vừa mới fall in love các bạn vẫn còn lân lân vẫn còn say đắm trong cái tình yêu lãng mạn mà các bạn vừa mới có nhưng mà chính cái sự mù quáng thì nó lại làm cho chúng ta không có nhìn ra được cái sự thật về con người của đối phương và cái điều mà mình muốn nói với các bạn ngày hôm nay là tại vì khi chúng ta yêu một cách mù quáng thì chúng ta lại cho đi nhiều quá và đôi khi chúng ta lại quên đi cái bản thân của mình và mình nghĩ là cho dù như thế nào thì chúng ta vẫn cần phải tỉnh táo để mà chúng ta nhìn ra những cái lý do vì sao chúng ta không có nên yêu mù quáng những cái lý do mà nó có thể dẫn chúng ta tới cái sự yêu đương mù quáng và mình sẽ chia sẻ với các bạn ở đây cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta có thể thấy rõ nhất đó chính là tình yêu mù quáng là khi chúng ta lý tưởng hóa người yêu của chúng ta đương nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể biết rõ hoặc là hiểu đúng cái người ở bên cạnh mình nhưng mà cái cách mà chúng ta lý tưởng hóa họ nó là một trong những cái lý do mà nó dẫn tới cái việc mà chúng ta yêu họ một cách mù quáng tại vì bạn nghĩ rằng họ hoàn hảo bạn đánh giá họ quá cao và tất cả những cái việc bạn làm là bạn tô vẽ hình ảnh của họ ở trong tâm trí của bạn và chính những cái điều đó thì nó lại làm cho bạn feel good nó làm cho bạn cảm thấy sung sướng tại vì bạn có một cái người yêu bên cạnh bạn là một cái người hoàn hảo là một cái người lý tưởng nhưng mà thực tế con người của họ thì không có đến nỗi là lý tưởng hay là có thể là hoàn hảo như là bạn tưởng vậy và cái dấu hiệu thứ hai đó là khi các bạn yêu một người nào đó mà bất chấp bằng mọi giá tại vì khi các bạn yêu một người mà bất chấp bằng mọi giá đó thì các bạn sẽ bị lệ thuộc vào cái tình yêu đó lệ thuộc vào cái mối quan hệ đó và cái điều nguy hiểm nó như vậy nè tại vì nếu như các bạn đồng hành các bạn yêu một người mà họ đến với bạn vì một cái mục đích hoặc họ đến với bạn để lợi dụng bạn á thì nó sẽ rất là tai hại cho bạn tại vì tất cả những cái điều mà họ đề nghị họ yêu cầu bạn sẽ cố gắng để mà bạn đáp ứng được cho họ ngược lại với những cái người mà họ thực sự họ dành tình cảm cho bạn á thì những cái việc mà bạn lệ thuộc đó nó lại làm hại đi cái tình cảm của bạn tại vì bạn sẽ làm cho đối phương cảm thấy ngột ngạt ở trong cái mối quan hệ và làm cho đối phương cảm thấy kiệt sức khi mà bạn quên đi bản thân của mình và tất cả những cái điều bạn làm chỉ để chiều lòng đối phương xoay quanh đối phương thì cái người partner của bạn họ sẽ cảm thấy rất là ngột và họ sẽ cảm thấy bị kiệt sức vì những cái điều mà bạn đang làm và cái dấu hiệu thứ ba đó là khi các bạn là người yêu nhiều hơn nhiều quá mình có thể tóm gọn cho một câu mà các bạn hình dung ra ngay đó có nghĩa là đối phương quan trọng hơn bạn các bạn sẽ thấy rằng các bạn đặt đối phương lên trên các bạn đặt đối phương lên trước và các bạn sẽ quên đi những cái mong muốn quên đi bản thân mình là ai và cái điều này nó nguy hiểm là các bạn sẽ rất là dễ sống vì họ các bạn đặt họ vào trung tâm cuộc sống của bạn và bạn sống cái cuộc đời của họ chứ không phải là cuộc đời cho bạn nữa và khi không có họ ở bên cạnh thì bạn sẽ không biết phải làm cái gì cái dấu hiệu thứ tư đó là khi các bạn yêu tình yêu và các bạn khao khát tình yêu thật sự có những cô nàng họ yêu tình yêu các bạn bất kể cái người bên cạnh họ là ai nhưng mà họ luôn khao khát có được tình yêu tại đối với họ tình yêu là một cái điều tuyệt vời và tình yêu là một cái điều mà họ không thể nào họ thiếu được cho nên cái điều mà cô ta cần là cô ta cần tình yêu bất kể cái người bên cạnh của cô ta là ai nhưng mà cái việc nó nguy hiểm là nó cũng sẽ làm cho bạn yêu mù quáng, tại vì bạn không có nhìn thấy cái thực tế người yêu ở bên cạnh của mình mà bạn lại ảo tưởng về cái tình yêu tuyệt vời mà bạn hình dung ra ở trong đầu của bạn thì bạn lại đánh mất đi cái tình yêu thực tế mà bạn đang có. Và đương nhiên là không phải tình yêu nào nó cũng mù quáng các bạn, cho nên là mình sẽ đưa ra ở đây những cái cách mà các bạn có thể tránh được nó ví dụ như là các bạn cần phải giữ một cái sự kết nối chặt chẽ với bản thân của mình các bạn đối thoại với bản thân của mình thì các bạn sẽ luôn nhận ra bản thân của mình mong muốn điều gì khao khát điều gì và bạn sẽ luôn tự biết cách nhắc cho mình biết rằng bạn quan trọng như thế nào đối với những người yêu thương bạn và bên cạnh đó là các bạn luôn phải đặt ra những cái nguyên tắc những cái tiêu chuẩn những cái ranh giới cho bản thân của mình cái điều này mình nhắc tới rất là nhiều trong trong những cái video clip khác của mình, nhất là mình có nói tới rất là chi tiết ở trong cái clip mà người phụ nữ giá trị. Tại vì chính những cái nguyên tắc, những cái tiêu chuẩn các bạn đặt ra như vậy nó sẽ giữ cho các bạn luôn sáng suốt để mà các bạn tỉnh táo để mà các bạn không có bị rớt vào cái tình trạng mà yêu mù quáng. Các bạn đừng có quên rằng thực tế tất cả con người chúng ta ai cũng có những cái điểm tốt và điểm xấu ai cũng có những cái ưu điểm và khuyết điểm cho nên khi mà chúng ta yêu thì chúng ta đừng có đánh bóng cái hình tượng người yêu của mình quá mà chúng ta cần phải sáng suốt một chút chúng ta nhận ra rằng họ có những ưu điểm gì và họ có những khuyết điểm gì và nếu như mà những cái khuyết điểm đó bạn có thể yêu luôn được thì chúng ta yêu luôn cái khuyết điểm của họ nhưng mà chúng ta đừng có đánh bóng chúng ta đừng có tô vẽ cái hình ảnh của họ quá là lý tưởng ở trong tâm trí của chúng ta và một cái điều nữa mà mình muốn nhắc các bạn gái ở đây á, là ở trong tình yêu chúng ta không có cần phải cố gắng để mà cho đi nhiều quá đương nhiên là ở trong những cái mối quan hệ chúng ta cho và chúng ta nhận nhưng mà các bạn không có cần phải cố gắng hơn sức của mình tại vì yêu không có nghĩa là chúng ta phải hy sinh tất cả và yêu không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc cuộc sống riêng của chúng ta và chúng ta bỏ mặc bản thân của mình bởi vậy các bạn cần phải chăm sóc bản thân của mình. Và khi các bạn chăm sóc bản thân của mình là các bạn đang chăm sóc tình yêu của mình. Ít nhất là cái người yêu của các bạn, anh ta cũng sẽ hạnh phúc hơn khi mà anh ta có một cô người yêu xinh hơn phải không nào? Tình yêu nó không có làm cho chúng ta mù quáng mà đôi khi chính chúng ta làm cho nó trở nên mù quáng. Chính chúng ta làm hỏng đi cái mối quan hệ thực sự mà chúng ta đang có. Và điều đó cũng có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế. Khi mà các bạn kết nối với bản thân của mình một cách chặt chẽ, khi mà các bạn thành thật với bản thân của mình thì các bạn sẽ tìm được câu trả lời ở chính bên trong con người của bạn. Tình yêu nó không có nên là một cái điều mà nó làm tổn thương ai hết. Và nếu như bạn cảm thấy mình bị tổn thương bởi tình yêu thì đó là do những cái thứ khác ở bên trong tâm hồn bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi sự chia sẻ của mình. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chào tạm biệt. Bye bye.